Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc bàn mic thần thánh này, Shotoop Console 1MK2. Cái sản phẩm này bên nước ngoài dùng rất nhiều nha, ở Việt Nam mình hiện tại cũng khá khá người dùng rồi. Nếu mà các bạn chưa dùng thì quả là một thiệt thòi rất lớn. Sau đây mình sẽ giới thiệu về nó. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ insert cái socket này. Tạm thời mình sẽ insert vào hơn 10 trách. Sau khi mình đã insert vào tất cả các check mình muốn click, bây giờ chúng ta chỉ cần bật trên đây và chọn check bằng những cái nút màu trắng này để thử các bạn nhé. Để tất cả kêu đúng không? Giờ tôi chỉ muốn tôi sẽ mix từng check một. Check này, check hai, đây là đang là snare. Ok, snare thì hay con nào, thử nhá. Ok, tiếp nào. Hi-hat. Ok. Ok. Auto-tune bass. Ok. Mạng thôi. Thank you.
bát này khá tốt rồi. Mình vừa thử mic một đoạn trên Shotube Console 1 MK2 này. Các bạn thấy đây, cái thao tác sẽ xử lý rất nhanh. Mình muốn điều chỉnh gì chúng ta chỉ cần chọn trên này. Đấy, các track sẽ insert theo thứ tự. Đây nó có sẵn 20 nút bấm để chọn 20 track cùng lúc và chuyển kênh. Pet cái mic hàng trăm track không thoải mái, không vấn đề gì cả. Chỉ cần chúng ta insert toàn bộ các track đấy bằng một cái plugin đi kèm, đấy là Shotgun Console có sẵn đấy, cài xong sẽ hiện ra. Chỉ cần insert cái plugin của Shotgun vào và bạn thôi, rất đơn giản. Nó có sẵn các phần là low cut này, high cut này, input gain này, rồi là gate này, equalizer, rất tiện lợi, compressor, đây com này, và thêm tí màu mè, dry màu, rất hay. Mỗi lần chúng ta chọn track nào đấy, có sẵn nút solo hoặc mute ở đây rồi. Chọn track và bấm mute đi. Đấy, yeah. Solo. Rất tiện. Muốn mic track nào thì bấm chọn trên này. 1, 2, 4, 5, 6 đến 20. Đấy, rất tiện lợi. Chọn check nào, vặn. Chọn check tiếp theo, vặn. Chọn check tiếp theo, vặn. Cho vào master, vặn. Thế là xong bài. Nếu mà các bạn hay phải mix multi check, những người mà làm phối khí và hoặc là mix, nhưng mà mix multi check, mix nhiều check ấy, thì sử dụng cái này rất là tiện, nhanh và hiệu quả. Ngoài là nó là điều khiển cái Shotgun, cái SSL 4000 của nó ra, thì nó còn có thể điều khiển được plugin của UAD. Đấy, rất tiện. Và nó sẽ cải thiện cái thời gian mic, cái tốc độ mic cũng như là hiệu quả lên rất là cao. Sẽ rất phù hợp với các anh em mà làm hòa âm phối khí hoặc mic sinh mà mic multi track, mic nhiều track đấy, ví dụ như top ca hay là mic bè của tất cả, thì chỉ cần thì có cục này thì sẽ thời gian mic một bài sẽ tăng, sẽ nhanh hơn gấp đôi. Mình sẽ cho các bạn xem cái này. Đây là giao diện của Shotgun. Mỗi khi mình chọn gì đấy bằng phím bấm thế này thì nó sẽ đều hiển thị lên. Đấy, bạn này. Đấy, đấy. Bạn gì thì nó cũng sẽ hiển thị ở trên này. Rất là tiện. Đấy. Chỉnh bất kể cái gì. Mình sẽ cho các bạn xem chi tiết chiếc Shotgun. Đây là nút on off. Bấm vào đây là để bật tắt này. Đấy, mở nó lên hay là tắt nó xuống. Thì khi mà mình đã insert nó vào track rồi thì mình bật nó lên hay tắt nó đi thì chúng ta đều có thể vặn được ở đây hết. Đều có thể vặn được ở đây nhá. Đây là mode này, đây là cái kiểu hiển thị. Đây, mình sẽ bật lên cho. Khi bấm mode này nó sẽ thay đổi kiểu hiển thị. Đấy. Thu nhỏ này. Đấy, yeah. Đây là đầu vào,
input gain. Đây là ship. Chọn các chế độ low cut này, high cut này. Ok. Paste này, chọn sang trang mới đấy. Đây nó có sẵn 20 nút check này. Đây ví dụ như cái bài này mình đang insert vào từ check 1 đến check thứ 11. Còn đây là chưa insert thì nó chưa sáng lên. Đấy. Mỗi lần khi mình muốn mix check nào đấy mình chỉ bấm vào đây. Bấm vào đây. Đấy. Là mình có thể mix luôn chứ mình không cần phải dùng chuột hay bàn phím làm gì nữa cả. Group copy. Đây là chọn cái kiểu mic này, cho cái gì trước cái gì sau này. Sáp hay que com này, hay là sáp com hay que. Bình thường thì mình hay dùng com cuối cùng. Thế nó có những người thích dùng que sau thì chọn lên đây. Tùy mỗi một bài, mỗi một mục đích thì mình sẽ chọn khác nhau. Sai trên không dùng. Ok. Đây là sharp gate này. Gate reload này, sutton này, fun này. Bên này equalizer này. Có bốn dãy. Low, low mid, high mid và high. Đấy, có sẵn các cái quy này. Frequency. Bên này là com này. Mình vặn vào đây cái thì nó sẽ lập tức là sáng luôn. Hoặc tắt đi. Đấy. Bật hay tắt ở đây cũng được. Hoặc đang tắt nhưng mình vặn cái nó sẽ tự động bật. Đấy, chọn này. Ratio này, attack này, reload này, threshold này. Đây, cái này là cái rất hay này. Drive này là chọn màu này. Cái rất hay. Mic vocal các bạn nếu mà vặn thì sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Solo, mood này. Và đây là output. Volume tổng này. Volume tổng. Đây là volume đầu vào. Thì nếu mà các bạn muốn nhiều màu nhá, thì input ít thôi. Đấy. Để cho cái cục này nó xử lý nhiều lên thì đẩy này lên. Đấy. Còn nếu mà mọi người muốn dùng cái này ít đi thì cho input nhiều vào. Để ra ít thôi. Ví dụ thế. Cái này là tùy mục đích. Tùy mục đích sử dụng của mỗi người. Đấy. Rất là hay, rất là tiện lợi. Kết nối thì nó sẽ kết nối bằng cổng USB nhé. Chỉ có một dây USB 2.0 duy nhất. Cắm vào và bắt buộc phải chuyển nhượng tài khoản bằng iLock. Mọi người nào mà dùng cho mic multi-check hay làm nhạc, chỉ cần insert cái này vào. Đây, insert cái con sò này vào. Gọi con sò cứ như là ngao với sò ấy. Đây. Insert cái con sò 1 này vào tất cả các check. Đấy, chỉ cần insert một cái này thôi, xong bắt đầu là chọn ở trên cái console này và vặn. Rất là nhanh chóng, tiện lợi. Ok, yeah. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh và like hoặc chia sẻ. Nếu mà có những ý kiến nào đấy thì có thể bình luận ở dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.